Thế là tất cả mọi người làm lễ Đức Phật rồi đều được lên ngồi hết. Ông Xá Lợi Phất nói tiếp rằng, thưa cư sĩ, quả là một lạ lùng chưa từng có. Cái diện tích của ngôi tỉnh thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa hàng mấy môn cái tòa cao rộng. Thầm thường dân ly tất làng quả nhất đều không tịch tội trở ngại gì nhau. Đấy là một việc chưa từng có. Chưa từng có cũng tức là bất cứ gì đó. Thấy là một việc bất cứ gì nghĩa là ngoài cái sự nghĩ ngợi bình thường của mọi người thường nhận biết. Thế này tức là thất. Ông Vua Cần nói, khi Phật Bồ Tát có pháp môn giải pháp gọi là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát tự trong cái pháp môn giải pháp đó, có thể lấy nước tư duy cao rộng để vào trong một hạt cải, trong một hộp cỏ, mà nước tư duy vẫn yên, vẫn yên đạn, hạt cải hay là hộp cỏ cũng không có thêm bất chút nào. Tài tính nhân dân đau lợi chư thiên, không hề hay biết cảnh giới của chúng đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người bán độ mới thấy biết nước chúng nhiên được đặt vào trong hạt cải. Bà Tát bất chân người, tự bất chân người giải thoát có thể lấy nước biển để vào lỗ chân lông mà nước biển, mà nước của biển cả vẫn yên hơn các loài thủy tộc, cá, tôm, rùa, cẩm. Văn vật không bị xấy động, long nguyên vũ thần Atula không thể hay biết được họ, chẳng bị hủy hại chút nào. Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát còn có tới 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hàng ngà xa thế giới rồi thu về lập lại chỗ cũ mà thế giới vẫn yên nhiên. Người người ở trong các thế giới kia không hay biết về sự đi lại của mình. Còn nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích sức lo ở đời vì quá độ họ, không phản bãi ngài Bồ Tát có thể nói với họ là một kiếp, nhưng chúng sanh nghe và tin nhận là một kiếp. Hoặc có chúng sanh không thích sức lo ở đời vì quá độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp nói là 7 ngày, khiến cho chúng sanh tin nhận là 7 ngày. Còn nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, thủ bất khả tư nghị giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương lên lại một chỗ, chỉ bày cho chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại lấy tất cả chúng sanh và quả thật để trên bàn tay bay đến khắp mười phương chỉ rõ cho tất cả mà bổn tướng không hề động chuyển. Thưa ngài Xá Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nghịch nguyệt tinh tế gom cả về trong một lỗ chân lông khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió Bồ Tát xuất vào miệng mà thân không hề đổ hoại, tất cả cỏ cây bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi tiếp cận lửa trái nước trời Bồ Tát hút cả lửa vào trong bụng mà thân không bị hoại. Bồ Tát có thể lấy một quả thật ở hằng hà xa thế giới ở hạ phương cầm đem lên cách hằng hà xa có thế giới ở thượng phương, cầm một cái tâm mà dâng vào một lá cáo không khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa thế này đó là bất tổ tất cả những người giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thật không hiện thật thân thật, hoặc là thân đức chi Phật, hoặc là hiện thân nhân dân, hoặc là hiện đế thích, hoặc là hiện phản nhân, hoặc là chiếu linh thánh nhân. Lại nữa, trong mọi phương thế giới có bao nhiêu thứ âm thanh thượng trung hạ đều có thể biến thành âm thanh Phật, diễn nói những pháp của chư Phật trong mọi phương đã nói như vô thường khổ không vô ngã, khiến cho chúng sanh thử nhiên đều được nghe. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi được nói về thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát là thế đấy, nếu nói rộng suốt kiếp cũng không nói hết được. Cái đoạn này đại chúng thích học cái này thích đảm lắm, sâu sắc lắm nha. Vì sao mà đem những cái tòa lớn như thế mà để vô trong được, để trong cái tỉnh thất được như vừa nói ha? Đem nước tu duy để vào trong hạt cải, đem cái ba môn
hai người có tòa sư tử là để trong cái tỉnh thất vậy mà không thấy chặt rồi. Cái chủ đích là ở chỗ này, Bồ Tát trụ bất cứ người giải thoát thoát bao rồi, thì Bồ Tát luôn luôn là thành tựu được cái bát nhã ba la mật. Mà khi thành tựu bát nhã ba la mật đó, thì các vị nhớ đây nè, tất cả những cái gọi là vật chất trên thế gian này, trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những vật chất đó bằng cái danh từ sắc. Cái danh từ trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những vật chất là sắc. Tất cả những cái sắc đó gọi nó bằng một danh từ khác nữa gọi là địa đại. Như vậy là địa đại tức là sắc chất, là vật chất. Mà khi mà Bồ Tát mà trụ tất cả cái người giải thoát rồi đó, ở đây nó rằng là những cái tòa lớn như vậy mà 32.000 cái mà nó để trong tỉnh thất. Rồi bởi nó có quy hoạch người quân đem về để cho một bàn tay rồi mai lưu ra tới mai lưu mà không hề lay động. Rồi nếu tôi nuôi đem nhét vào trong một hộp cải, một hộp cỏ nhỏ chiếc thôi, một hộp cỏ hộp cải cũng không bị phình ra nếu tôi nuôi không xeo lại. Thế thì cái đó là nói cái gì? Cái đó là nói trên này đây nè. Bồ Tát trụ tất cả cái nghề thì cũng giống như là Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát cũng trụ tất cả cái nghề vậy thôi. Cho nên Quan Thế Bồ Tát hành tâm tác nhã ba la mật đa thời chiếu kiến người ứng giai và trong này sự mong chốc ở chỗ đó. Bồ Tát chúng ta thật mà trụ tất cả cái nghề vậy thôi thì cũng là hành tâm tác nhã ba la mật thì cũng chiếu kiến người ứng giai và trong. Mà chiếu kiến ngũ ngũ giai không á thì là nhân giảng pháp này là sắc chẳng khác, không không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc, tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức thì không, không tức thì sắc. Họ bỏ hành chất cũng vậy. Còn cái lăng quân nói tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên chân biến pháp giới thì chúng ta tâm ứng sở chỉ lượng tuần nghiệp pháp phát hiện. Thế thì vừa qua cái nhìn của Bồ Tát trụ bất khả tư nghì rồi, nghĩa là có một cái trí tuệ bát nhã ba la mật tuyệt vời, có một cái sức thiền định tuyệt vời, thì nhân giảng pháp thấy rằng là tất cả vật chất, tất cả các pháp chẳng khác không, mà gọi là không đây á là đơn thể tất không, cho nên không đó thì chẳng khác sắc. Cái việc sắc này là không, mà không là sắc, vì cái tánh của sắc nó thanh tịnh mà bản nguyên à, thân định bản nguyên, cái trời biến pháp giới mà nó thân định bản nguyên. Thế nhưng mà nó có là nó tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, nó ứng hợp theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện. Vì vậy cho nên nếu mà Bồ Tát muốn cần cầu cỡ nào thì nó phát hiện cái đấy, mà không cần cầu thì coi như nó không có. Đó là chuyển sang về cái ý đó, cái ý mà để cho mọi người đệ tử Phật có nhìn giảng pháp là nó là tự thể của nó là chẳng khác không, không là sắc, sắc là không. Ở trên thì bất cứ như vậy. Thế thì là nói những cái điều mà lớn đem vào nhỏ, nhỏ đem vào lớn, là muốn cho người đệ tử Phật phải tư duy bất cứ về hành tâm. Mọi người phải hành tâm bát nhã để phải tập, tập cho mình chiếu kiến ngũ uẩn giới và không. Rồi đó là chỗ thôi sắc đó. Rồi còn như là Bồ Tát nhất điểm tinh lông có thể là đem mà nạp vào trong cái lỗ tinh lông. Nói cái đó là cái gì? Nói cái đó thì các vị cũng phải nhớ lại tinh lông em nha. Đây là nước rồi nha. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy nha. Thân bệnh bản nguyên cho biến bất giới từ nước nhân tâm ấn sở lượng cùng nghiệp nước. Nghiệp nha. Nước này là sinh khí và dưỡng khí hòa hợp lại mà thành nha. Đấy. Trong kinh Lăng Nghiêm các vị còn nhớ không? Các thầy phù thủy đã lấy một cái kính phương sư rồi đem đầm căn tờ người ta gọi ánh tăng vàng, rồi cái kính phương sư này nó hội tụ lại, nó bốc hơi, nó gom lại, nó nhiễu nước, rồi ta lấy cái kính vàng giữa bạc, rồi ta lấy cái nước đó để ta luyện người, luyện chú, luyện đơn, kinh Lăng Nghiêm các vị còn nhớ chứ? Đây, thế thì đã có cái kính phương sư thì gọi ánh tăng thì nước tăng ra. Như vậy là có phải nước, có thể có nước là không không? Không là nước, nước là không, không là nước, nước chẳng khác không trong
không chắc hết. Nước nước là không, không là nước. Khi mà đầy đủ nhân viên hội tụ thì không trở thành nước. Còn bình thường thì nước là nó không biết nước giới mà nó không thành bản. Bản thân cho nên ở đâu cũng có nước, mà nước không ngập lụt, không làm chết người thì cái tính của nước là không thành bản. Thì khi nào cần thì đủ nhân viên nó hội tụ nó thành ra nước. Đó là cái bằng là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi, chứ người đáp ứng theo yêu cầu của chúng sanh. Do đó cho nên nói cái này là để mà dạy dạy cho người học Phật phải quán, phải quán là tánh thử chân không, tánh không trái chân thử là vậy, thử bản chất của nó, bản thể của nó trong như là tàn, nó là chân không. Mà chính cái chân không đó nó có thể thành ra chân thử để cho người ta xài được, với cái điều kiện là có sự yêu cầu của chúng sanh. Cho nên là nói nước mà trong dầu tinh long quá là để khi để nói là nước biển cho mà cái thể nước biển là cho nên những bản thể là nó là không. Cho nên khi người đi biến thành đó, nó là một thân thiệu, đó là ý nói rằng là bảo cái người học Phật phải chân nhiên, phải trường định, phải quan chiếu, phải thấy chân lý, thấy thật chân lý là cái thể của nước là không. Còn lửa đây nè, lửa giả sử có tiếp như đó lúc trời tai họa cần dùng, mà Bồ Tát á có thể dùng miệng mà hấp lửa vào trong bụng mà không hề tổn hại đến thân thể là cái gì? Này lửa này cánh quả chân chân không, cánh không chân chân quả tâm thành bản nguyên cho đến pháp giới tự chính thanh tâm đây nè, ứng khởi chưa được. Còn lửa khác nó thể phải không? Thế là cánh quả là chân không nè, này cánh không nè, chân quả là nọ. Cho nên là học cái này nó ăn với tinh lăng, lăng yên cùng hướng dẫn cho người ta một cái pháp tinh quán chiếu để nhận thức chân lý bằng trí, để thấy chân lý bằng trí độ mà không phải thấy bằng cái sự thật. Sự thật là sự thật, nó là sự thật như vậy, chân lý như vậy, nhưng mà phải thấy bằng trí độ. Cái lửa mà hấp được trong bụng làm sao mà hấp, lửa cái ngút trời nữa là kiếp như tận mà hấp vô trong bụng của nó hấp để làm cái gì? Nhưng mà cái đó là nói như vậy, thì thật là dạy là tánh quả trơn, tánh không trơn, chân quả lửa là không, không là lửa này khắp từng pháp giới chỗ nào cũng có. Này, đây là cái chính nguyên thoại này. Đem một cái hộp vừa ngồi là không còn muốn bị nhửa trái thí nghiệm là nó đốt nó trình tràn trước thì nó có cái than nó nhửa trái cho mà lấy không còn cánh mà mới bị làm thử ổng trái nó như tôi nói thì thật lắm. Lửa đang gòn, lửa đang gòn to, nó không trái, nó không trái nổi nha. Và phải lấy cái phấn đụng đụng, cái phấn vừa, cái thứ nó hiểm thì nó trái nổi. Còn như bông gòn của ta bây giờ, bông gòn to quá thì nắm thực cách thì nó mới trái nổi. Mà nó trái mà không ra lửa, nó trái nó đen bông gòn mà không ra lửa à. Còn nếu ra lửa đây là cái điểm đốt cho nó có cái chút hàm trước đi. Rồi cho nó cái kiếm như vậy này nè. Vừa để lên cho nó gom cái cọc này lại, còn cầm trước cái hộp đậu xanh nha. Bắt đầu phát quả liền. Tôi nói về cái thí nghiệm đó là để muốn nói rằng tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả nó thanh tịnh bản, thanh tịnh bản nó có nghĩa là nó ở khắp trong vũ trụ mà nó không có cái hệ thanh tịnh bản trong vũ pháp giới ở khắp vũ trụ mà không có cái hệ khắp từng pháp giới mà không có cái hệ. Nhưng mà từ lúc chúng ta ứng sở thì được cần nghiệm pháp được, chúng ta là cần lửa lấy cái hộp bụi người để lấy kính ra ra mà cài lấy lửa con. Và nếu mà nói cái cụ thể ở đây nè, nói cho quen thì cũng được cái này nè, do nhân viên người ta tạo được điểm thẳng rồi, bây giờ lửa đến khắp công không gian. Bây giờ là từ chúng sanh tâm ứng sở cái lượng theo cái nhu cầu lửa con ý dạy tư duy quán chiếu về địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức thức đại, tất cả đều là không, mà không chẳng khác có chẳng khác không, lửa chẳng khác không, không chẳng khác lửa, lửa là không, không là lửa, nước chẳng khác không, không chẳng khác nước, nước là không, không là nước. Cho nên nói như vậy đó, để cái chỗ đó vận dụng qua cái kinh Lăng Nghiêm mà ta học rồi, cái bằng không mà nghe đây mà đọc mà để nguyên văn vậy là nói Bồ Tát có cái pháp ảo phục vậy đó nghe, là không phải à. Bồ Tát không có làm cái vụ ảo thuật đó để làm cái gì,